Em Thảo chào các bác nhé. Và đây là một video ngắn em test thử dòng áo quạt điều hòa. Và đây là mẫu quạt mà em đang đăng tải và đang đưa tới các bác nhiều nhất trong cái thời điểm nắng nóng này. Thì trong công việc làm đồng, đi làm công trình hoặc là các bác nhà mình phụ hồ, các bác đang rất cần một chiếc áo quạt thật là mát. Hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác một đôi quạt không chổi than và đây là em đang test thử cho khách, sau đó em mới gửi nhá. Thì với dòng quạt này thì cái cách sử dụng rất chi là dễ. Cục pin này thì tối hôm qua em đã lạp từ em cắm điện từ chiều tối và tới sáng ngày hôm nay tầm 8 giờ nó lên 4 vạch. Và cái này từ lúc nó 4 vạch là bắt đầu em cắm vào quạt. Thì thời điểm mà mình cắm vào quạt bây giờ là được mấy tiếng rồi nhỉ? Được 4 tiếng, 4-5 tiếng, đã được 5 tiếng nhá. Và em khẳng định với các bác nhà mình mà khi dùng cái dòng quạt Japan cánh đỏ chín cánh này, các bác có thể sử dụng tới 15 tiếng mới sụt tầm độ một vạch pin thôi các bác nhé. Đấy, cũng có thể là sụt đến hai vạch nha các bác. Nếu mà để chạy bền tới 20 tiếng các bác vẫn có thể sử dụng được ở cái dòng pin quạt Japan này. Thì các bác biết cái dòng pin này nó là bao nhiêu không ạ? Đây là một cái cục pin khủng nhất trong tất cả những dòng áo quạt điều hòa. Dòng pin này của nó lên 50.000 nha các bác nhé, 50.000 man. Đấy, và với cái tốc độ chạy của nó là 12V, cục pin rất chìa là lặng. À, đây là cục pin chín cánh này. Để em sẽ đây là em cũng lắp rồi và em sẽ tháo dài cho các bác nhà mình được xem. Với cái lắng lóng mà 35 40 độ thì đây là một cái giải pháp hữu ích trực tiếp vào cơ thể của các bác. Để tất cả các bác có thể mua để làm quà tặng bố, tặng mẹ, tặng người thân thì đây là một món quà giá trị nhất. Đấy, đây là dòng quạt Japan chín cánh hàng không chổi than nhé, chạy bền bỉ cho em và là pin 50.000. Em cũng đang đưa tới các bác rất chi là nhiều trong cái dịp này. Đấy, và đây là một cái video ngắn mà đưa tới các bác nhà mình mà đã đang cần tham khảo một dòng áo quạt tốt nhất. Đây là quạt Japan, bên ngoài ghi Japan 12V này, hàng chính hãng luôn. Đấy, và cách nắp nha. Và với những chiếc áo thì bên em Thảo sẽ có 3 màu chủ đạo nhất. Và dòng áo này em cũng nói luôn, riêng cái áo này em đã lấy đắt hơn 100.000 so với áo bình thường các bác mua trên thị trường nhá. Lý do tại sao thì các bác cứ theo dõi em một chút, em sẽ chi tiết để cho các bác nhà mình được biết. Đấy, lắp vào như vậy. Và với cái cục, cái dây này của nó đây, Cắm dây đây. các bác cắm mạnh tay vào giúp em nhé, đừng Cắm cắm mạnh hờ tay. hờ nhé. Các bác phải gài cái dây này vào đây. Cái này thì tùy các bác gài cũng được mà Vâng, không gài cũng gài được. vào đây để cho chắc nó đỡ bị lỏng cái dây này. Rồi, Đấy. ok. Đấy, Đây, và dây này. sau khi mà đã lắp được quạt rồi thì các bác nhà mình cái cách bật ở đâu và cái cách lên số ở đâu thì em cũng sẽ chia sẻ từ các bác nhé. Với những dòng áo quạt điều hòa này thì hiện tại đơn vị em Thảo đang có 3 loại để các bác nhà mình được lựa chọn từ rẻ cho tới đắt. Nếu như các bác nhà mình muốn dùng chính hãng loại nào tốt nhất thì cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc là nhắn tin qua đầu số Zalo. Cái này thì em luôn luôn test thử và bao nhiêu ngày từ lúc lấy về em chưa sạc một lần nào luôn này. Thử mở cho các bác nhà mình xem. Ôi cái này vẫn 4 vạch pin cơ. Ok thế nhỉ? Đấy và các bác nhà mình chỉnh tốc độ nhé. Mình nếu mình muốn chạy trường dài thì mình chạy số 2, số 3. Đấy. Đấy thì nó sẽ được trường và lâu nhất. Đây là cục pin. Và với một cái chiếc áo này thì phải gọi là siêu mát luôn. Đấy, tẹo em sẽ nhờ một bạn người mẫu ra mặc thử chiếc áo này để cho các bác nhà mình được xem nhé. Đấy, quạt đã chạy rồi. Đấy, và áo thì em sẽ có 3 màu này. Gửi tới các bác cái dòng áo giản dị nhé. Các bác nhìn bề ngoài đây, các bác nhìn cái đường may này thì các bác đã thấy nó là quá chuẩn rồi. Đây là áo 4 túi nhé. Đây là đường may của cái áo giản dị này. Đây là phần túi. Và nó sẽ mềm mịn như thế nào ở chiếc áo này. Đấy, phân tích cho các bác, ví dụ như các bác mà mua một cái dòng áo bình thường ấy, khi mặc vào thì nó sẽ hồ. Nó rất chi là cứng thì mình mặc mồ hôi chảy ra đấy ạ. Thì cái lớp áo cứng nó cọ vào người mình rất chi là khó chịu, cái áo cứng rất chi là khó chịu. Nhưng mà em đưa tới các bác hàng mềm như này, áo Quảng Châu này, mềm như này. Đấy, và với cái chất liệu áo này thì gió sẽ không lọt ra ngoài dù các bác giặt nhiều lần như thế nào. Nó cũng không mỏng đi nhé. Đây là màu xanh rêu. Đấy, màu xanh rêu, màu giàn di và màu tím than. Tất cả các bác nhà mình, bác nữ hay bác nam đều mặc được. Luyến lên ra mặc của chị cái áo này vào cái. Đấy, và với dòng quạt Japan thì hiện tại đơn vị em đang về rất chi là nhiều đây các bác này. Quạt Japan, quạt Sensi hôm nay chủ yếu đưa tới các bác quạt Japan. Một bộ đầy đủ của nó đây nhá các bác nhé. Đây, em cho các bác nhà mình xem một bộ đầy đủ đây. Một bộ của nó thì sẽ gồm có hai quạt, một dây nguồn, cái đầu vàng này các bác lưu ý là phải cắm vào cái cục pin này nhé, đầu vàng cắm vào cục pin.
và hai cái đầu đen này thì cắm vào hai bên cánh quạt đấy. Và nếu như bác nào mà đang muốn quan tâm quạt điều hòa mà chưa biết cách sử dụng thì các bác bảo em là lắp luôn cho tôi đi, về tôi chỉ việc dùng thôi, để em lắp em test thử luôn như này, sau đó em mới gửi cho các bác nhé. Đấy, và tất cả các bác nhà mình đặt hàng dòng pin 50.000 này hãy liên hệ ngay tới bên em nhé, bởi vì cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ không có nhiều như những cái dòng khác, em về được một ít thôi. Dòng đặc biệt em ngồi ở chỗ này. Đấy. Và đây, các bác nhìn cái sức phồng của nó có ác không? Đây là sức phồng nhá. Một cái màu xanh rêu phải gọi là quá đẹp luôn. Cực kỳ là mát đấy, khi em phải nhấc cái áo cổ áo lên các bác mới cảm nhận được gió nó bay lên tóc, đằng trước em ơi. Đấy, các bác nhìn thấy tóc bạn ấy bay chưa? Đấy, đấy là cái sức mát của cái áo này nhá. Nó sẽ làm thốc gió cả lên mặt và cái phồng của nó, độ phồng này. Đây là dòng quạt Japan. Đấy, và với dòng quạt này hiện tại đơn vị em đang đưa tới các bác là 900 ngàn và miễn phí ship, bao gồm hai quạt, một pin, một sạc và một chiếc áo. Áo thì sẽ có size ML, XL và XXL dành cho các bác nhà mình một tạ. Để bác nào cũng có thể mua được. Để bác nào mà đang quan tâm tới dòng áo quạt điều hòa như này. Đấy, quay lại đây. Quay đây chào các bác một cái. Đấy các bác ạ. Mát lắm luôn đấy nha các bác nhé. Đấy, trong cái thời tiết mà lắng nóng như này thì đây là một cái giải pháp hữu ích nhất mà các bác sử dụng nhiều năm cơ, chứ không phải là sử dụng một năm nhé. Đấy thì em sẽ nói về chi tiết, về hữu ích về cái cục pin này. Khi mỗi cục pin này mà các bác nhà mình đi rừng hoặc là các bác nhà mình đi làm bất kỳ một cái việc gì mà cái điện thoại của bác hết pin, các bác có thể sạc trực tiếp vào đây, sạc pin nhé. Cục pin này ngày trước em phải mua một cái cục sạc là lên tới 600, đi 700 độc một cái cục pin này thôi. Đấy, và hiện tại thì em nhập được cái giá thấp như thế này thì em sẽ đưa tới các bác cái giá là trung bình nhất. Ví dụ như các bác nhà mình mà sử dụng những cái quạt mà nhỏ nhỏ mini ấy, đi rừng ấy, các bác cũng có thể sử dụng được cái cục pin hữu ích như này. Đây là một cục pin trâu, dòng pin khỏe nhất. Đấy, bác nào mà đang cần tới dòng áo quạt điều hòa này hãy liên hệ trực tiếp tới shop em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn vào đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác nhiều sản phẩm hay các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.